Năm 2022, vượt qua vô vàn những khó khăn thách thức, EVN MPC đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết đa số các nhiệm vụ EVN giao, cán đích thành công chủ đề năm, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của EVN MPC ước đạt 86,3 tỷ kWh, tăng 5,46% so với năm 2021 và cao nhất trong năm tổng công ty phân phối của EVN. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng EVNMPC đã chủ động bám sát các cấp chính quyền của các địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khởi công được 98 trên 98 dự án, đạt 100% kế hoạch, đóng điện được 62 trên 60 dự án, đạt 103,3% kế hoạch. Ngoài ra, EVNMPC đã thực hiện bổ sung một số dự án ngoài kế hoạch, phục vụ nhu cầu cấp điện cho các phụ tải, giảm tải cho lưới điện hiện hữu. EVN NPC đã cấp điện đến 100% số xã và 99,2% số hộ dân nông thôn, 90,8% đạt tiêu chí số 4 về nông thôn mới. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, EVN NPC đã hoàn thành 11 trên 11 nhiệm vụ được EVN giao giai đoạn 2021-2022 đạt 100%. Hoàn thành 8 trên 12 nhiệm vụ do tổng công ty đăng ký với EVN đến năm 2025 đạt 66,7% kế hoạch đến năm 2025. Năm 2023 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo EVN yêu cầu EVN MPC có các giải pháp phù hợp, thực hiện tốt công tác đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, nhất là trong những ngày cao điểm mùa hè, có thể nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm và cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, nghiên cứu các giải pháp tăng hiệu quả cho công tác đầu tư xây dựng, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt để phát huy sức mạnh tập thể của hơn 26.000 cán bộ công nhân viên, đưa EVN MPC gặt hái những thành công mới, đóng góp nhiều hơn cho EVN nói riêng và đất nước nói chung.